Và chúng ta chỉ nên hỏi những câu thực tế, ít lời, có dính líu tới sự khổ đau, bế tắc, sự thực tập, mà đừng có hỏi những câu lý thuyết trên trời dưới biển, mất thời giờ. Và nên hỏi câu hỏi quan trọng nhất của đời mình, câu hỏi từ trái tim, câu hỏi mình thao thức từ xưa tới nay. Chứ đừng hỏi những câu hỏi thường, cái câu hỏi mà mình có trong lòng từ lâu nay rồi đó, hỏi câu đó. Khi hỏi, khi có câu hỏi thì đưa tay lên. Và cố nhiên là có nhiều thầy, có nhiều vị đưa tay một lần, thì thầy Nguyễn Hải sẽ chỉ một vị, và vị đó sẽ đứng dậy, và cái máy nói sẽ đi tới với cái vị đó, đứng dậy cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan. Và người đó hỏi xong câu đó thì cứ đứng đó để chờ trả lời. Khi nào mà trả lời xong thì người đó có thể ngồi xuống được. Đừng có hỏi hai ba câu hỏi. Thưa thầy, con có ba câu hỏi. Cũng được, một câu thôi. Và câu hỏi á, một câu hỏi hay đó, một câu hỏi có giá trị, thì nó có thể làm lời lạc cho rất nhiều người. Trong khi trả lời cho mình, thầy trả lời cho mình, thì bao biết bao nhiêu người học hỏi được. Cho nên hỏi câu hỏi cho chính xác, cho có ích lời, hỏi câu hỏi của trái tim. Và một câu hỏi như vậy không cần dài, không cần trần gian đại hải, mà nó phải đích thực là một câu hỏi, chứ không phải là có cơ hội để nói lên một tràng, một bài diễn thuyết của mình. Không. Câu hỏi phải đích thực là câu hỏi. Và nó không cần phải dài. Và mình đừng có kể chuyện quá dài trong câu hỏi. Cố nhiên là mình có những cái vấn đề, có những cái tình trạng khó khăn, thì mình phải nói sơ sơ về tình trạng đó. Với chồng của mình, với con của mình, với rể của mình, với dâu của mình, với vợ của mình, với cha của mình, với mẹ của mình, thì nói sơ sơ về cái tình trạng thôi, chứ đừng có dông dài quá. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch năm 2007. Chúng ta đang ở tu viện Bát Nhã, trong khóa tu dành cho những người tại gia. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu. Hôm nay chúng ta có một buổi vấn đáp. Chúng ta biết rằng câu hỏi nó phải tới từ trái tim. Câu hỏi phải có cái tính cách thiết thực, và câu hỏi không có nên dài quá. Và một câu hỏi hay có thể làm lời lạc cho biết bao nhiêu người. Đây là câu hỏi thứ nhất. Vì nào có câu hỏi sẵn sàng thì giơ tay lên. Xin mời anh đứng dậy. Anh giữ đây. Anh chờ một chút mấy chút xíu. Khó là tiếng nhân không chưa? Kính bạch đại chúng. Con có một cái nội kết trong lòng mà mấy lâu nay con vẫn chưa tìm lối ra. Hôm nay nhân duyên tới được Bát Nhã gặp được thầy, kính mong nhờ thầy chỉ cho con lối ra.
số nội kết nó như vậy. Khi con đọc tới cái bài kinh của Phật Báo Ân, tới cái đoạn Đức Phật tán thán công đức của Bồ Đề Đạt Đa, tức là cái người mà luôn gây ra những khó khăn và cản trở cho Đức Phật từ A Tăng kỳ kiếp. Và khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất vào địa ngục thăm Ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà Đạt Đa có nói với tôn giả Xá Lợi Phất, đó là tôi ở trong này cũng như tôn giả ở trong tam định. Thì nội kết của con nó nảy sinh ra là con lúc đó con lại không phân biệt được là Bồ Đề Đạt Đa đã có công đức như thế nào với Thế Tôn. Và đối với trong thời kỳ hiện đại là con thấy cũng có những cái việc tương tự. Đó là chính ngay bản thân con cũng có lần đã vi phạm, đó là vào những cái tội lớn như hủy bán Đức Phật, phá sự hòa hợp của tăng đoàn. Thì dù vô tình hay cố ý thì con cũng biết đó là trọng tội. Và trong thời hiện đại thì có nhiều hình tướng khác nhau, và với cái cách nhìn của con thì cũng khó mà phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Và cũng vì như vậy thành ra con cứ có một cái nội kết trong lòng không có hướng thoát. Hôm nay con kính bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ cho con một cái hướng thoát. Đó là khi mà con đối diện với những vấn đề tương tự và đối diện với những người như Bồ Đề Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa, dạ Đề Bà Đạt Đa ở thời kỳ hiện đại là những người có cái tinh thần mà phá hoại, thì con lúc đó con phải quán chiếu và hành động như thế nào? Thôi được rồi. Dạ kính hết. Cái câu hỏi này có thể đặt ra ngắn hơn. Đức Thế Tôn có nói rằng là Đề Bà Đạt Ta, người gây ra khó khăn cho tăng đoàn, cho Đức Thế Tôn đó, cũng đóng góp một phần nào đó cho cái sự lớn lên, lớn mạnh lên của tăng đoàn và của Đức Thế Tôn. Nó có nghĩa là khi mình tu học mà gặp những cái trở ngại thì mình có cái cơ duyên vượt thắng cái trở ngại đó. Và những trở ngại đó nó làm cho mình lớn lên, mình học hỏi, mình vượt thắng được những trở ngại đó. Đường tu luôn luôn có sự trở ngại, cũng như là mình đi theo, mình theo đuổi một cái doanh nghiệp, mình cũng có những cái trở ngại, có những cái chướng ngại trên đường mình đi, có những cái người phá phách, có những người bôi xấu, có những người nói oan cho mình. Nhưng mà nếu mà mình biết tu thì mình có thể vượt thắng được những cái đó. Và mình lớn lên cũng như là cái cây mà nó mọc trên sườn núi, nó toàn là đá sỏi không thôi, không có đứt thịt nhiều, và nó có gió, mưa gió rất nhiều. Nhưng vì vậy cho nên cái cây mà đứng trên sườn núi nó cắm rễ rất là sâu và nó đứng rất vững trước mưa gió. Còn những cây mà mọc trên đồng bằng mà đất rất mềm á, thì mỗi khi có gió mạnh nó có thể ngã xuống rất là dễ dàng. Cho nên càng có nhiều cái trở ngại, càng có cái nhiều cái sự châm biếm, nói xấu, phá hoại, thì cái sự tu học của mình nó càng vững mạnh lên. Vì vậy cho nên những cái kẻ phá hoại gây những khó khăn như Đề Bà Đạt Đa trở thành ra một cái tăng thượng duyên, tức là một điều kiện giúp cho mình lớn lên. Mình biết ơn cái người đó, gọi là nghịch tăng thượng duyên. Nghịch tăng thượng duyên tức là những cái trở ngại mà nó làm cho mình vững mạnh lên. Thành trên con đường tu mình có thể gặp những cái khó khăn như vậy trong gia đình, trong chùa, trong huynh đệ, trong bạn bè,
cái người đó ham danh, ham lợi, không có tu thiệt và gây ra những khó khăn ở trong chùa, trong chúng. Nhưng mà nếu mình không có tu giỏi thì mình thối chí, mình cho đó là những cái trở ngại khiến cho mình không tu được. Nhưng mà nếu mình quyết tâm thì chính những cái trở ngại đó giúp cho mình lớn lên, vượt thoát. Mình không có đau khổ vì những cái đó, trái lại mình lớn lên và mình coi thường được những cái đó. Như tôi chẳng hạn, trên bước đường tu của tôi gặp rất là nhiều khó khăn, nhiều là nhiều chướng ngại. Hàng triệu người nói tôi là người cộng sản, hàng triệu người nói tôi là tình báo CIA, viết bài, họ nói xấu, họ nói tôi có một vợ và hai con. Nhưng mà tôi không có đau khổ gì hết, tôi tỉnh bơ và tôi thấy thương những người đó. Và chính những cái đó làm cho mình vững mạnh lên. Ban đầu thì mình hơi xính vính, mình hơi chán, mình hơi buồn. Nhưng mà nếu mình chết chìm trong những cái đó thì mình làm sao lớn lên được. Cho nên những cái trở ngại trên đường tu, những cái trở ngại trên cái đường sự nghiệp của mình đó, nó có thể giúp mình lớn lên và thành công lớn lên. Do đó cho nên một hôm Đức Thế Tôn đã tán thán Đề Bà Đạt Đa. Nhưng có nghĩa là Đức Thế Tôn nói tất cả quý vị đều nên chống tôi, đều nên phá hoại chánh pháp. Không có như vậy đâu. Thì những người mà chống bán chánh pháp, phá hoại tăng đoàn, gây khó khăn cho người ta tu thì những người đó có tội. Còn mình tu thì những cái đó lại làm giúp cho mình trưởng thành mau hơn. Cái nghĩa là nó như vậy. Chứ không phải Đức Thế Tôn khuyến khích mọi người đều làm như Đề Bà Đạt Đa hết. Không phải đâu. Rồi, câu hỏi thứ hai, đưa tay lên. Bụt Thích Ca Mâu Ni, con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Tâm, pháp danh là Tịnh An. Con, khi con còn nhỏ, con đã có diễm phúc và được đọc cái cuốn sách Nẻo Về Của Ý của sư ông, và con tự động ứng dụng vào đời sống. Tới khi sư ông về nước, trong thời gian sư ông đi nước ngoài, con vẫn ứng dụng. Khi sư ông về nước thì cả gia đình của con đều về tu tại sau lần này. Thì sư ông về thì con có thấy cái pháp tu nó lợi ích thiết thực cụ thể, cho nên con có đi vận động được là những người đọc kinh nhiệt tụng 2000 là 34 người, còn những theo về pháp vân và cùng với con đến đây là 20 hành giả. Đó là những người đi với con về pháp vân, còn những người đi tự túc thì được 30 vị. Thì bây giờ là con thấy như thế này, những khi chúng con tu cái pháp môn này nó rất là hạnh phúc, nó lợi ích rất là thiết thực cụ thể, nó cho chúng con có một cái nghị lực để chúng con chuyển hóa những cái đau khổ trong cuộc sống trở thành an vui, những cái khó khăn trong cuộc sống trở thành là thuận lợi. Chúng con sống tự chủ, sống tỉnh thức và sống an lạc, chứ không phải là Phật ban. Chúng con không thấy không có Phật ban mà tự chúng con ban cho chúng con. Thế thì nhưng mà khi sư ông và tăng đoàn ở đây thì chúng con rất là có kết quả. Thế mà khi sư ông với tăng đoàn đi rồi thì cũng được 2 tháng rưỡi. Như bản thân con theo dõi thì được 2 tháng rưỡi. Rồi từ từ mấy tháng sau, 5-6 tháng sau thì chúng con lại phàm phu, lại vô minh. Có nhiều khi con không thể chấp nhận được con và con thấy chán chường con. Bởi vì thì bây giờ ấy là con xin ấy, là sư ông cho phép chúng con ấy, là ở Vũng Tàu cũng có 50 người thì cũng không phải ai cũng có điều kiện để đi vào, để đi về Bát Nhã hoặc là Pháp Vân. Thì xin sư ông cho cán bộ và có một tụ điểm ở ngay tại Vũng Tàu để chúng con có thể là tu tập để nó được lợi ích thiết thực cụ thể. Thì đó là con thỉnh nguyện. Còn cái câu hỏi của con thì con hỏi như thế này. Trước kia thì con mới học Phật thì con niệm Đức Quán Thêm Bồ Tát. Nhưng sau một thời gian tu tập do chư Tăng và sư ông dạy dỗ thì cũng con không niệm Đức Quán Thêm Bồ Tát nữa, mà con niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm Đức Di Nặc. Thì như vậy có được không ạ? Cuối cùng thì con xin có mấy dòng để con là tán thán sư ông. Thầy vầng trăng 16 tỏa sáng khắp nơi nơi, bốn phương đều tỉnh thức.
hương sen ngát biển trời. Nam mô. Nó hơi dài rồi. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có nên để mất thì giờ có những người khác tội lắm. Câu hỏi là làm thế nào để duy trì sự thực tập sau khi mình đã đi qua một khóa tu có hạnh phúc, có phải vậy không? Chỉ cần nói vậy thôi là được rồi, tại sao cần phải nói dài? Người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bạn ở đây tức là một cái tăng thân, một cái đoàn thể. Nếu mình tu một mình thì cũng có thể được, nhưng mà 3-4 tháng sau thì mình có thể đánh mất cái sự thực tập của mình. Mình bị cuộc đời xung quanh nó kéo theo, mình mất cái sự thực tập của mình. Cho nên tu một mình là khó. Vì vậy cho nên mình phải tìm bạn, mình phải tổ chức ra một cái đoàn thể ở nơi cái khu phố của mình hay cái xóm làng của mình, gọi là một tăng thân. 5 người, 10 người, 15 người mỗi tuần gặp nhau, mỗi tuần tu một ngày hoặc nửa ngày, thì cái ngày đó gọi là ngày quán niệm. Mình cũng làm giống hệt như khóa tu, mình cũng ngồi thiền 15 phút, 20 phút, mình cũng đi thiền hành nửa giờ, mình cũng nghe pháp thoại, mình thính về một cuốn băng của thầy giảng, mình vặn ra nghe pháp thoại, rồi mình nấu cơm trong chánh niệm, mình ăn cơm trong chánh niệm, rồi mình pháp đàm, thì cái đó gọi là xây dựng tăng thân. Muốn cho đừng đánh mất cái sự thực tập của mình thì mình phải biết xây dựng một tăng thân ở cái địa phương của mình. Cái công trình đó gọi là dựng tăng, tức là xây dựng tăng thân. Muốn đừng đánh mất sự thực tập thì phải nương vào một cái tăng thân, cái đó gọi là quy y tăng. Dù mình chưa phải là người xuất gia, nhưng mà khi mình có một nhóm cư sĩ 10 người, 7 người, 20 người thì đó cũng gọi là tăng, cũng gọi là tăng. Chưa phải là xuất gia tăng, cái đó gọi là cư sĩ tăng, tại gia tăng. Tăng nó có nghĩa là đoàn thể chứ không có gì hết á. Tăng là từ chữ Sangha, mà Sangha tiếng Phạn nó có nghĩa là đoàn thể, một cái hội, một hội tu. Thành ra nếu quý vị thấy hạnh phúc trong khóa tu mà muốn tiếp tục cái phương pháp tu này khi về tới nhà, thì phải lập tức thành lập một cái nhóm tại địa phương, rồi rủ những người đó mỗi tuần tới với nhau một lần, ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm, nghe pháp thoại, pháp đàm. Và trên thế giới có rất nhiều tăng thân như vậy. Trong cái từ điển Lăng Mai á, mình mở ra mình thấy có hàng trăm tăng thân như vậy trên thế giới. Thành phố London á có 10 tăng thân như vậy. Thành phố New York cũng có 10 tăng thân, mười mấy tăng thân như vậy. Là các vị đó họ tới khóa tu với mình, rồi họ thấy lợi lạc quá đi, họ về, họ rủ bạn, họ tổ chức tăng thân. Thành ra nếu cái tỉnh mình có được 7-8 người tới tu, thì mình trước khi mãn khóa tu mình phải bàn với 7-8 người đó là kỳ này mình về thì mình phải lập tức thành lập một cái tăng thân để tiếp tục tu học. Cái đó gọi là dựng tăng, công đức vô lượng. Khi mình có cái tăng thân địa phương rồi thì những người khác họ sẽ tới nương tựa, họ sẽ quy y tăng. Dầu tăng mình chưa có người xuất gia nhưng mà cũng đã là tăng rồi, nếu mà mình có thực tập đàng hoàng, có ngồi thiền, có đi thiền, có ăn cơm trong chánh niệm, có pháp đàm, có giữ im lặng và có nghe pháp thoại. Còn niệm Bụt thì niệm Quan Thế Âm rất là tốt, niệm Đức Di Đà cũng rất tốt, niệm Đức Thích Ca cũng rất tốt. Bụt nào cũng là Bụt, Bồ Tát nào cũng là Bồ Tát, họ đều là bạn với nhau hết à. Thành ra mình niệm một vị tức là nó động tới tất cả các vị khác. Được chưa? Câu hỏi thứ ba.
Bây giờ tôi câu hỏi thứ ba, xin đọc một câu viết xuống. Kính bạch sư ông, gia đình con, vợ chồng con không thể nói chuyện được với nhau. Ôn hòa. Con biết tu tập, nhưng mà đứng trước những lời nói xúc phạm, những lời nói chê bai, không tôn trọng, thì con khó kiềm chế lắm. Con đã thực tập hơi thở, con đã quán chiếu là chồng con cũng đau khổ và không hài lòng về con, nhưng con vẫn chưa nói được lời ái ngữ. Mong sư ông giúp con. Cái này là tại vì tu chưa tới, cơm chưa chín. Khi mà mình quán chiếu cho thật kỹ, mình thấy người kia cũng có nhiều khổ đau, nhiều bức xúc, nhiều khó khăn, thì tự nhiên cái trái tim mình mềm ra, mình thấy tội nghiệp. Mà mình thấy mà thấy tội nghiệp thì tự nhiên trong trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt nước tình thương, cam lộ, từ bi. Mà nếu cái giọt nước chưa ứa ra là tại vì cô chưa tu, chưa tới, tức là chưa thấy rõ được tất cả những khó khăn, khổ đau, bức xúc của ông ở nhà. Vẫn còn có sự trách móc. Nếu mình biết rằng tại vì người đó có quá nhiều khổ đau, cho nên nói, hễ nói ra là nói cái lời bức, nói cái lời nặng nề, trách móc, lên án, buộc tội. Cho nên mình biết cái gốc của nó là cái khổ đau. Nếu người đó không khổ đau thì tự nhiên cái lời nói của người đó sẽ rất là ôn hòa dễ thương. Tại người đó quá khổ đau, quá bực tức, cho nên hễ nói ra câu nào thì câu nói đó nó phun độc. Mà tại vì ở trong lòng mình không có đủ từ bi, chưa có chất liệu thương để mà bảo hộ cho mình, cho nên chất độc nó mới thấm vô. Hễ khi nào mình có lòng từ bi, có lòng thương thì mình được cái tình thương đó nó bảo hộ. Người ta có chửi, người ta có mắng, người ta có nói gì thì cũng có lọt vào trong mình được, rất là hay. Từ bi là một cái chất liệu nó bảo hộ cho mình. Và khi mà có lòng từ bi rồi thì người kia la mắng hét mình cũng tội nghiệp thôi. Tội nghiệp quá, người gì mà đau khổ quá, người gì mà không có khả năng nói được một lời thương yêu thì mình không còn là cái nạn nhân của những lời đó nữa. Tại vì mình đã được lòng từ bi che chở. Và cho mình chỉ mỉm cười. Nếu mà mình chưa mỉm cười được, nếu mình còn đau khổ với những câu nói đó, tức là mình chưa có đủ chất liệu xót thương người kia. Mẹ ơi, nhìn lại để thương ba nhiều hơn. Ba cũng có nhiều đau khổ lắm, mà mẹ không có thấy được hết những cái đau khổ đó của ba, cho nên mẹ mới chua chát, mới lên án, buộc tội ba, mẹ mới đau khổ. Cho nên mà mẹ thấy được ba đau khổ, khó khăn, bức xúc như vậy thì mẹ sẽ thương ba. Và ba dù có nói gì đi nữa thì mẹ cũng không có khổ đâu, mẹ sẽ tìm cách để giúp ba. Thành ra trả lời câu hỏi của cô này là tại vì tu chưa chín, mình mới thấy được sơ sơ những khó khăn, những đau khổ của người kia thôi. Mình chưa thấy được hết. Và khi mình thấy được hết thì mình sẽ tội nghiệp. Và cái hiểu nó đưa tới cái thương. Hiểu ở đây tức là hiểu những khổ đau của người kia. Và khi mà hiểu được rồi thì trong tim nó ứa ra cái chất tình thương, chất tội nghiệp. Và cái chất đó nó sẽ bảo hộ mình, nó làm cho mình không còn đau khổ nữa khi người đó có những cử chỉ phũ phàng hay là những lời nói không dễ thương. Hãy tu thêm, công phu phải đi tới thêm vài bước nữa. Đừng có đòi hỏi người đó thay đổi. Mình phải thay đổi mình trước. Mình phải tươi mát, mình phải dịu dàng trước. Đừng có đòi hỏi người đó thay đổi. Rồi khi mà mình đã thay đổi được rồi á, mình đã trở thành tươi mát và dịu dàng, không có trách móc, lời nói của mình nhẹ nhàng, thì tự nhiên người đó sẽ bắt đầu thay đổi. Hạnh phúc, hòa bình nó bắt đầu từ bản thân. Chuyển hóa nó bắt đầu từ bản thân. Thành ra bà phải chuyển hóa bà trước.
bà phải trở thành tươi mát, bà phải trở thành dịu dàng, bà phải trở thành dễ chịu, thành ra ông sẽ cần bà cho mà coi. Ông sẽ thấy bà một đóa hoa tươi mát và ông sẽ mắc cỡ, ông sẽ thay đổi. Chứ còn mà bà cứ chờ đợi ông phải thay đổi, ông phải ngưng ngay những lời nói như vậy, những cử chỉ như vậy, mà bà không có chịu thực tập để chịu hóa, để trở thành tươi mát, để trở thành dịu dàng, thì đừng có mong ông thay đổi. Cái vũ khí của người phụ nữ là sự tươi mát, là sự dịu dàng, là sự không trách móc. Mình đánh mất cái đó rồi thì mình không còn hạnh phúc nữa, và mình không có khả năng giúp người khác có hạnh phúc. Cho nên phải tu tập như thế nào để khôi phục lại được sự tươi mát, sự dịu dàng của mình, để có thể hiểu được, thương được và có thể nói những cái lời ái ngữ với người kia, thì chắc chắn người kia sẽ thay đổi. Nhưng mà trước đó đừng có trông chờ người kia thay đổi. Quý vị nghe rõ chưa? Ráng lên nghe. Câu hỏi thế tới. Xin mời người trẻ. Thầy Nguyễn Hải khuyến khích người trẻ nên đứng dậy đặt một câu hỏi. Giờ có anh bên này. Con kính thưa đại chúng, thưa sư ông, là con có cơ hội hàng tuần, và con đang làm ở vườn quốc gia mà Cát Tiên, là một trong những vườn quốc gia mà lớn của Việt Nam, và cũng được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, với là khu có vùng đất ngập nước quan trọng rộng thế giới, và cũng đang được chính phủ đề nghị là UNESCO công nhận là di sản thế giới thiên nhiên cũng như văn hóa. Và con đang công tác về mạng giáo dục môi trường ở cho các trường học cũng như cộng đồng ở xung quanh. Và con có cơ hội là hàng tuần, hàng tháng con có những cái nói chuyện về vấn đề giáo dục môi trường nói chung và đạo đức môi trường nói riêng. Thì con cũng kính thưa sư ông là đây cái dịp để sư ông có thể soi sáng và giúp cho con thêm có thêm những cái phương pháp cũng như là những cái kinh nghiệm thiết thực trong cái tuệ giác ở đạo buộc, để giúp mà đưa cái tuệ giác này vào trong trường học, đặc biệt là trường học cấp 2, cấp 3 ở cái khu mà xung quanh vườn quốc gia Cát Tiên cũng như là cộng đồng xung quanh. Con cảm ơn sư ông nhiều. Có ai hiểu gì không? Nói chậm chậm, nó ngắn lại. Con xin thưa là con sẽ nói chậm lại. Kính thưa sư ông, là con đang công tác về mảng giáo dục môi trường trong trường học ở vườn quốc gia Cát Tiên cũng như là ở cộng đồng xung quanh. Con đang làm công tác là giáo dục môi trường ạ. Cái máy đó nghe không có rõ. Bây giờ thầy Trung Hải lặp lại câu hỏi đi bằng tiếng Huế đi. Công tác giáo dục môi trường ở vùng quốc gia Cát Tiên, và anh đang muốn đem sự tập mà anh học ở đây và cái thực tập của mình, những cái sông dày áp dụng và phổ biến trong các trường học cấp 2 và cấp 3 và những cộng đồng dân cư xung quanh chỗ anh ở. Và anh ở và làm việc, và anh hỏi sư ông là làm thế nào để mà có thể chia sẻ và phổ biến được những cái thực tập này trong cộng đồng làm việc và sống của anh và trong các trường học cấp 2, cấp 3. Dạ đúng rồi, còn ghi thêm là cái tuệ giác của đạo buộc về môi trường ạ.
nó có cái liên hệ mật thiết giữa con người với những cái loài khác, những cái loài động vật, thực vật và khoáng vật. Và tại vì con người nó phát sinh từ các loài khác. Trong lịch sử của sự sống đó, thì con người xuất hiện rất là trễ trên trái đất. Trước hết là loài thảo mộc, rồi mới tới các loài động vật khác, rồi cuối cùng mới có loài người. Loài người xuất hiện rất là trễ trên trái đất. Vậy vậy cho nên cái gốc của loài người nó nằm ở loài, các loài động vật khác, đó là các loài thực vật khác và các loài khoáng chất. Và nếu mình không có bảo hộ cái sinh môi, cái môi trường, tức là nếu mình không có bảo hộ các loài động vật khác, mình không có bảo hộ các loài thực vật, mình tàn phá sự sống của các loài động vật, mình làm cho tụi nó diệt chúng, mình tàn phá rừng, mình tàn phá cây cối, mình sử dụng toàn là xi măng không, rồi mình làm cho ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất đá, thì mình làm hư cái nền tảng của chính mình. Là nền tảng của con người là ở động vật, thực vật và khoáng vật. Và nếu mà mình làm hư cái nền tảng của mình thì mai mốt mình cũng sẽ tiêu luôn. Cho nên bảo hộ môi trường, bảo hộ sinh môi, tức là bảo vệ con người. Đó là cái thấy rất là sâu. Ở trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật thì Đức Thế Tôn có nói là có bốn cái ý niệm mà mình phải chuyển hóa. Đó là ý niệm về ngã, về con người, về chúng sanh và về thọ mạng. Cái ý niệm về ngã là một ý niệm rất là nguy hiểm. Nó chia cách giữa mình với người khác. Ví dụ như là cha mình với mình đó, thật ra không phải là hai người khác nhau. Mình là sự tiếp nối của cha mình. Và trong mình có cha mình. Thành ra mình nghĩ rằng mình là một người khác và cha mình là một hoàn toàn một người khác. Không có đúng. Mình là một người khác và cha mình hoàn toàn là một người khác. Không phải đúng. Không phải là hai đâu. Nó là sự tiếp nối lẫn nhau. Như là cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Mình tách rời cái hạt bắp, cho hạt bắp là cái khác, còn cái bắp non là cái khác là không đúng. Vì vậy cho nên cái ý niệm ngã nó sai, phải lấy ra. Và cái ý niệm thứ hai là ý niệm con người, ý niệm nhân. Con người được làm bằng những cái yếu tố không phải con người, đó là các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Mình đừng có tưởng là con người có thể sống được nếu mà không có các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Vì vậy cho nên con người khôn khéo thì phải bảo hộ các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Vì vậy cho nên kinh Kim Cương là một kinh rất là xưa, dạy về môi trường, dạy về sự bảo hộ sinh môi. Một cái văn bản xưa nhất của nền văn học thế giới dạy về sự bảo vệ môi trường và sinh môi rất là hay. Mà người Việt chúng ta ý thức về bảo hộ sinh môi còn thấp lắm. Tôi đi xe hơi tôi thấy bao ni lông vứt đầy hết. Và tôi thấy là mình khai thác rừng đốn phá cây quá nhiều. Mình làm ô nhiễm sông hồ của mình quá nhiều. Như vậy là mình tự tử đó. Con người tự tử trong khi làm những điều như vậy. Tự tử một cách từ từ. Tại vì nếu mà các loài bị diệt chủng, sông hồ bị ô nhiễm, cây cối bị đốt hết, bị tàn phá, thì con người không có thể sống được lâu đâu. Thì sinh thái
bảo hộ sinh môi là công việc của tất cả mọi người. Bởi vì vậy cho nên ở trong các gia đình, cha mẹ phải nói chuyện với các con về bảo vệ sinh môi, tức là môi trường của sự sống. Trong trường học, các thầy giáo, cô giáo phải nói chuyện với các học trò của mình về công tác bảo hộ sinh môi. Và trong khu phố, mình phải có những buổi họp. Trong thôn làng, mình phải có những buổi họp để giáo dục về sinh môi. Tại vì ý thức về sinh môi của người Việt còn thấp lắm. Nếu quý vị đi qua bên Đức, thì quý vị sẽ thấy rằng ở bên Đức các thành phố rất là sạch. Và bắt đầu họ không có dùng bao ni lông nữa. Tại bao ni lông á, nó chuyển hóa, nó trở về chất hữu cơ rất là lâu, có khi cả trăm năm. Và bây giờ họ đi chợ, họ xách một cái túi vải thôi, họ không dùng bao ni lông nữa. Và vì vậy cho nên khi mình ăn cơm, mình dùng những cái chén, những cái dĩa bằng plastic, cái đó không có tốt. Mình làm bằng, mình sẽ dùng chén bát bằng sành, bằng đất luôn. Và khi mà dơ thì mình đem rửa, tốt hơn là mình sử dụng những cái bằng plastic. Và vì vậy cho nên ở trên thế giới có những nước mà ý thức bảo hộ sinh môi rất là cao, như bên nước Đức chẳng hạn. Và chuyến về trước cũng như chuyến về này, tôi thấy cái ý thức về môi trường và sinh môi của dân mình đang còn rất là thấp. Mình chưa có đủ tinh thần trách nhiệm. Cho nên tôi kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh, các thầy giáo, các cô giáo, các vị ở trong ban Ủy ban Nhân dân, các vị ở trong Quốc hội, các vị lãnh đạo trong đảng, trong nhà nước, mỗi người phải đóng góp cái phần mình để nâng cao cái ý thức về sinh môi. Chúng ta hiện bây giờ đang cố gắng duy trì một số những cái lâm viên quốc gia để bảo tồn cái sinh môi, như là Cúc Phương, vân vân. Cái đó rất là tốt. Và khi mà có những dự án phóng xa lộ và đi ngang qua những cái đó, chúng ta phải chống lại. Chúng ta phải tranh đấu để mà bảo hộ cái sinh môi. Ở các nước như nước Pháp, nước Đức, nước Anh, người ta bảo hộ sinh môi nhiều lắm. Người ta bảo hộ các loài động vật nhiều lắm. Bên Anh có một cái hội mà chuyên môn bảo hộ cho thú vật. Tại vì thú vật đau khổ nhiều lắm, bị lợi dụng, bị tàn sát, bị đem ra làm vật thí nghiệm rất là nhiều. Nó có một mặt trận giải phóng thú vật, Animal Liberation Front. Và mình nghe được cái tiếng đau thương của các loài thú vật. Và đất nước mình nó có gốc gác Phật giáo. Ngày xưa tổ tiên mình đã xây dựng đất nước trên nền tảng của từ bi của đạo Phật. Vậy mà bây giờ mình không có làm được như các nước Âu Châu thì rất là dở. Vì vậy cho nên người Phật tử phải đóng góp thật nhiều trong cái công tác giáo dục, nâng cao cái ý thức về môi sinh. Câu hỏi kế. Thôi ngắn gọn là hay lắm á. Dạ kính bạch sư ông, con chỉ muốn xin hỏi là ở đây sư ông có nhận người xuất gia lớn tuổi hay không? Bởi vì con thấy hầu hết ở đây là trẻ tuổi. Và con cũng hỏi thăm ở đây thì có mấy vị nói rằng là thầy chỉ nhận là dưới 30 tuổi. Con thì có ý nguyện xuất gia đã lâu rồi. Và hôm nay thì sư phụ của con cũng bảo con là hãy đi tìm nơi để thuận duyên mà ở. Con đến đây thì con cũng muốn ở lại đây, nhưng mà con nghe nói ở đây không có nhận người lớn tuổi, không xin hỏi thầy được hết.
Câu trả lời của tôi cũng là ngắn gọn lắm. Tức là mỗi địa phương có cái quy luật riêng của địa phương đó. Thành muốn xuất gia ở đây thì phải hỏi các thầy, các sư cô chịu trách nhiệm ở đây. Có chỗ họ cho tới cái mức tối đa là 40 tuổi. Nhưng mà ở tu viện Bát Nhã hình như là ít hơn. Thành ra quý vị phải hỏi các thầy viện chủ, các thầy giáo thọ, các sư cô giáo thọ ở đây để biết rõ chi tiết. Tôi không có muốn trả lời thay cho họ. Tôi hay bị mềm lòng á. Thành trả lời không có tốt. Kính bạch thầy, con có một con trai đang yêu một cô gái theo đạo Công giáo. Gia đình và cả họ hàng ai cũng phản đối. Cháu buồn chán, bi quan, không thiết sống nữa. Bây giờ con phải làm sao đây? Câu hỏi như vậy nhiều lắm. Con lớn lên trong một gia đình thuộc đạo Phật. Hiện nay con thương một người khác đạo. Hai đứa con thật lòng thương nhau, nhưng vì khác đạo nên gia đình anh ấy không chấp thuận cho tụi con đến với nhau. Vì vậy chúng con đang đau khổ không biết phải làm sao cho gia đình anh hiểu và chấp thuận. Con không biết mình phải theo đạo của anh thì con có bị mắc vào cái tội phản bội tâm linh và tổ tiên của mình hay không? Mình sống với một người cố chấp ấy, thì khó lắm. Cái gia đình kia sẽ là gia đình bên chồng của mình hay là bên vợ của mình. Mà mình sẽ phải có liên hệ suốt đời với cái gia đình đó. Mà nếu họ cố chấp ấy, thì mình sẽ đau khổ dài dài. Tại vì ảnh đâu phải một mình đâu. Ảnh có cả gia đình của ảnh nữa. Và mình thương ảnh, mình phải thương cả cái gia đình của ảnh. Mà nếu gia đình họ cố chấp quá đó, mà mình ở trong cái truyền thống cởi mở thì sợ mình chịu không nổi. Cái nguyên tắc là phải chấp nhận nhau. Bên này chấp nhận bên kia chấp nhận bên này. Khi mình thương một người Công giáo thì mình có bắt người Công giáo đó phải bỏ đạo để theo đạo Phật. Anh có thể tiếp tục là người Công giáo được, em chấp nhận. Nhưng mà nếu mà anh thực sự thương em á, thì anh cũng phải học về đạo Phật. Tại vì đó là đạo của em. Anh giữ cái đạo của anh, nhưng mà anh cũng nên học để biết sơ qua cái đạo của em. Và em cũng sẽ học để biết sơ qua cái đạo của anh. Và ngày Chủ nhật á, hai đứa mình có thể đi nhà thờ chung. Nhưng mà ngày rằm anh cũng phải đi chùa với em chung. Cái đó là nó phải chăng, có phải vậy không?
Và khi mà con sinh ra đó, thì cho nó có đủ hai gốc rễ cho nó tự do. Tại vì người Công giáo, người Tin Lành, người Do Thái ở Tây Phương đó, họ tới học với thầy nhiều lắm, họ rất là hạnh phúc. Và thầy luôn luôn khuyên họ đừng có bỏ cái gốc của họ. Nếu là mình là người Do Thái thì mình cứ giữ cái gốc Do Thái. Nếu mình là người Tin Lành thì giữ cái gốc Tin Lành. Mình là người Công giáo thì giữ gốc Công giáo và học và tu tập đạo Phật đi. Rồi mình sẽ có một cái nhìn sâu hơn, rộng hơn, thoáng hơn về cái đạo gốc của mình. Và vì vậy cho nên ở bên làng Mai á, 90% những người tới tu học đều là người có gốc cơ Công giáo, Tin Lành và Do Thái giáo. Bên đó làm gì có sẵn Phật tử. Đó là một cái vùng văn hóa Thiên Chúa giáo mà, Do Thái giáo mà. Nhưng mà họ học hỏi và thực tập theo đạo Phật thì họ chuyển hóa được những khổ đau của họ. Và họ trở thành cởi mở. Và họ về họ làm cho cái truyền thống của họ cởi mở thêm, không có độc đoán, không có cứng nhắc như là trước. Và trong một cái buổi hội thảo ở tại Hán Thành, Nam Hàn, đó là buổi hội thảo đầu tiên giữa Phật giáo và Tin Lành và Cơ Đốc giáo ở tại Triều Tiên, thì tôi có đưa ra một cái giải pháp. Tại bên đó họ cũng đau khổ vậy. Một người Phật tử với một người Tin Lành, một người Công giáo, tôi đưa ra giải pháp. Tôi nói rằng cái giải pháp của tôi đưa ra đó, nếu mà quý vị có được 100 năm để mà chấp nhận, thì 100 năm đó không phải là dài đâu. Tại con cháu chúng ta đã khổ đau cả ngàn năm nay rồi. Mà nếu cần 100 năm để đi tới cái quyết định này thì cũng đáng. Là tôi đưa đề nghị là người nào giữ đạo của người đó, nhưng mà người này phải học thêm cái đạo của người kia. Và thay vì có một gốc rễ, mình có hai gốc rễ, mình giàu có hơn. Tại vì trong đạo Công giáo nó cũng có những cái hay, và trong đạo Phật cũng có cái hay. Thì mình là người Công giáo, mình học đạo Phật, mình học được những cái hay ở trong đạo Phật, và mình thấy rõ cái Công giáo của mình hơn. Mình là người đạo Phật, mình giữ đạo Phật của mình, nhưng mình cũng nên học về Cơ Đốc giáo. Tại vì trong Cơ Đốc giáo cũng có cái hay. Và khi mình tiếp xúc với Cơ Đốc giáo, mình so sánh, mình hiểu được cái đạo Phật của mình nhiều hơn. Thành ra khi đi chùa, đi cả hai đứa. Khi đi nhà thờ cũng đi hai đứa. Và không có cái ranh giới, không có cái cố chấp nữa. Còn nếu không thì mình sẽ khổ đau suốt đời. Và khi mà con sanh ra thì cho nó tự do và khuyên nó nên có hai gốc rễ. Thì lúc đó thế giới sẽ có hòa bình. Tại vì các tôn giáo mà chống đối lẫn nhau đưa tới chiến tranh đau khổ rất là nhiều. Như những chống đối giữa đạo Hồi với là đạo Ấn Độ giáo. Như là sự chống đối giữa Cơ Đốc và Tin Lành, Do Thái và Hồi giáo, chiến tranh rất là đau khổ. Mà đạo Phật là một đạo rất là cởi mở. Ngày xưa năm 1962, tôi có một cô đệ tử làm việc trong Viện Đạo Vạn Hạnh. Cô lỡ yêu một người Công giáo, như những chống đối giữa đạo Hồi với là đạo Ấn Độ giáo, như là sự chống đối giữa Cơ Đốc và Tin Lành, Do Thái và Hồi giáo, chiến tranh rất là đau khổ. Mà đạo Phật là một đạo rất là cởi mở. Ngày xưa năm 1962, tôi có một cô đệ tử
làm việc trong viện đạo vận hành. Cô lỡ yêu một người công giáo, một anh chàng công giáo. Và bên gia đình của người công giáo nhất định là không có chịu. Và gia đình của cái cô Phật tử này cũng nhất định không chịu. Hai bên đều gắt như nhau. Thì hai đứa nó thương nhau quá trời. Và chưa có ai đồng ý cho cô bé lấy cái người con trai kia. Các thầy, các sư cô ở Sài Gòn cũng không có cho phép. Gia đình cũng không có cho phép. Thì tới than thở với tôi. Thì tôi mới nói rằng đạo Phật sanh ra trên đời đâu phải để làm cho con đau khổ. Đạo Phật sanh ra trên đời đâu phải để làm cho con đau khổ. Thầy cho con cưới người đó đi. Nhưng mà con phải giữ cái tam quy, cái ngũ giới, cái nếp sống thực tập năm giới của con. Bề ngoài có thể là con không có cái danh hiệu Phật tử, nhưng mà trong trái tim luôn luôn Đức Phật còn sống, luôn luôn cái giáo pháp và tăng đoàn còn sống. Con mang cái trái tim của Phật tử mà đi. Chứ còn thầy con muốn rằng con đau khổ vì Phật giáo. Phật giáo ra đời để làm cho người ta hạnh phúc mà, đâu có phải để làm cái chướng ngại làm người ta đau khổ. Thì nó mừng quá. Là lần đầu tiên mà có được một thầy cho phép nó cưới cái anh chàng công giáo kia. Nhưng mà sáng ngày hôm sau nó trở về. Nó khóc, nó nói trời ơi, con thuộc về một cái truyền thống tâm linh, nó rộng rãi, nó bao la, nó nhân ái, nó cởi mở như vậy mà con nỡ bỏ để đi theo một truyền thống khác. Con từ khước cái nếp sống, cái truyền thống tâm linh đẹp đẽ cởi mở đó thì con không chịu đâu. Thôi, con không có lấy anh nó nữa. Thì khi mình cấm không cho cô lấy thì cô đau khổ, cô quyết lấy. Mà khi mình cho phép cô lấy thì cô không có lấy nữa. Cái cô đó có mặt ngày hôm nay ở đây. Đang có mặt ngày hôm nay ở đây. Lớn tuổi rồi. Mà cô đó ngày xưa mặc áo tím. Bây giờ hình như mặc áo nâu rồi. Câu hỏi kế tiếp. Quý vị thấy vấn đáp vui không? Thấy vấn đáp vui không? Hỏi những câu cho hay. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông. Con kính bạch chư tăng. Con kính bạch chư ni. Và con kính thưa các quý vị dự trong khóa tu học ngày hôm nay. Con pháp danh là Minh Hoàng. Hôm nay con 59 tuổi. Con kính xin sư ông giúp cho con có được một cái suy nghĩ sáng suốt để con giúp đỡ một người mẹ của bạn con. Hôm nay bà hơn 80 tuổi và bạn của con đồng một tuổi với con. Bạch sư ông, bạn của con hôm nay chưa có gia đình mà đã từng theo học khóa tu và đã hiểu biết những lời sư ông dạy. Hãy lắng nghe và ái ngữ. Bạch sư ông, cô bạn của con rất là khổ sở. Bởi vì người mẹ thường không có được vui lòng gì cô đó. Mà bà thường đến nhà con ít nhất mỗi ngày một lần, có khi lên đến hai lần. Lông mi của bà bạc hết, mắt thì mờ. Nhưng mà
lúc nào cũng có những giọt nước mắt lăn trên má. Bà khóc với con, bà nói là mấy đứa con không thương bà. Con có dùng những lời sư ông dạy để con nói với bà, và con thường khuấy sữa cho bà uống. Con mang thức ăn đến con. Dạ. 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 Dạ, bác sĩ ạ. Bác sĩ ông, coi như là cái cô đó con nói là bà mẹ mỗi lần mà cô nói cũng dùng ái ngữ để nói với mẹ là hãy dùng lời nói ngọt ngào với mẹ để xin mẹ để mẹ nghe lời để không có bị buồn, mà bà mẹ thì lúc nào cũng nói không, tôi không có người con như vậy. Thì bạch sư ông, sao ông giúp con để con có thể nói cách nào để con giúp đỡ cho bà và cô bạn con được hạnh phúc trong hiểu và thương. Dạ, con kính hết. Quý vị có nghe câu hỏi rõ ràng không? Thank you.